Bất cứ mình làm điều gì ở đời thì cha, thứ nhất là rõ ràng, đi thẳng, nói thẳng và nhìn thẳng. Thấy chưa? Rõ ràng, không cúi lòn ai vì mình không xin ai. Đó là vậy, lúc nào cũng đều là nói thẳng. Thấy chưa? Và thứ nhì, biết cách uyển chuyển với cuộc sống của mình. Đó là vậy. Thứ ba nữa rằng là khiêm nhường là một trí huệ. Khiêm nhường là một ánh sáng của càn khôn vũ trụ. Khiêm nhường là một người thông minh. Rồi, lời gì cần nói mình nói, lời gì không cần nói mình im, thậm chí mình biết nó mình cũng vẫn im. Thứ tư, bất cứ ai nói điều gì cho mình trước, họ nói, lắng nghe, thậm chí mình biết rồi cũng nhẹ nhàng lắng nghe, học thêm cũng ok, đừng gạt bỏ. Thậm chí cái đó mình đã biết rồi, họ cứ lặp đi, họ cứ lặp lại lần nữa, ông mình nói ô tôi biết rồi, đừng nói nữa. Không cần, cứ để cho họ nói hết đi, thậm chí họ nói hết đi á, mình vẫn tiếp tục mình học thêm lần nữa, mình không mắc mát gì hết. Thứ năm là đừng vội vã phán xét chuyện đó đúng hay là sai. Bất cứ điều gì đến trong cuộc đời của tụi con, vì công ăn việc làm xã hội, đừng vội vã mà đánh giá, thậm chí cặp mắt mình thấy, tai mình nghe cũng cứ để đó. Đừng vội vã là phán xét là ô chuyện này nó sai rồi, ô chuyện này nó đúng rồi vậy đó. Vậy điều thứ sáu, đừng khen tặng bất cứ ai, họ giỏi cách nào cũng không khen, mà đừng bao giờ chê bất cứ ai. Mọi việc mình cứ thả lỏng cuộc sống này để tự nhiên, đừng có ép mình phải cố gắng lên như vậy. Vậy chứ con sẽ cố gắng lên quá, mình sẽ cảm thấy mệt mỏi và áp lực. Mình sẽ nói rằng bởi vì tụi con là một người có tâm linh, có đạo, có cái bức tường tâm linh, mình có thiền, cho nên tất cả một thứ mình cứ gì, mình cứ để cho cái cuộc sống của mình nhẹ nhàng và nhẹ nhàng, và mọi việc đều có sắp đặt. Rồi tụi con có thêm một bức tường tâm linh, đó là đức tin của tụi con. Tụi con có guru, bất cứ mọi việc sư phụ có sự sắp đặt và an bài, cứ đặt đức tin là mọi việc sẽ tốt cho tụi con. Ok.